Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Qua hình ảnh này chúng ta đã thấy được cái nắng và cái gió của khu vực Tây Nguyên. Trong chương trình đi các tỉnh Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên lần này, Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn một cái cuốn video đặc biệt. Đó là thăm không gian vườn cảnh của anh Trần Anh Trung. Chúng ta hay còn gọi là anh Trung xe cầu. Anh có một cái nét đặc biệt làm và chơi cây cảnh, một cái kỹ thuật ghép giữa cây bằng lăng trắng Tây Nguyên với cây bằng lăng tím Bình Thuận. Ở ngoài Bắc chúng ta nhìn những cái tác phẩm bằng lăng, những cây bằng lăng, những cái lãng hoa bằng lăng tím rất là khác lạ, rất là mới mẻ. Nhưng mà ngược lại ở phía trong này đó là một cái lối chơi rất là phổ biến. Tôi làm cuốn video này để đăng tải những hình ảnh của những cây bằng lăng được ghép đẹp như thế nào để các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức. Và ngoài những sản phẩm là những cây bằng lăng Tây Nguyên được ghép vào bằng lăng tím Bình Thuận thì dịch vụ cầu tải Bắc Trung Nam cũng là một cái công việc thường ngày của anh Trần Anh Trung. Các bạn gần xa, kể cả từ Bắc Trung Nam di chuyển hàng hóa, chúng ta liên hệ với anh Trần Anh Trung qua số điện thoại 0961 341 939. Và bây giờ Đỗ Sinh với các bạn chúng ta cùng nhau vào thăm cái vườn bằng lăng. Chúng tôi đã phải thốt lên rất là ngạc nhiên. Những gốc bằng lăng trắng Tây Nguyên nuôi dưỡng những nhánh hoa bằng lăng tím Bình Thuận cực kỳ khỏe. Cây nào cũng vậy, cứ như là những cái lãng hoa, những cái bông hoa rất đẹp trên cao nguyên. Các anh đồng hành với tôi ở khu vực Đắk Nông trong suốt thời gian qua đi cùng với Đỗ Sinh đi thăm các nhà vườn. Đến đây tôi phải ngỡ ngàng vì những cái bông hoa bằng lăng tím Bình Thuận đã có mặt ở Tây Nguyên, được nuôi dưỡng trên cây bằng lăng trắng Tây Nguyên như thế nào. Thành quả của anh Trung xe cầu trong nhiều năm qua, anh đã tạo được một khu vườn số 1 trong khu vực. Vâng, trước ống kính chúng ta cùng giao lưu với anh Trần Anh Trung. Chào anh nhé. Dạ. Vâng, anh làm cái nghề mà đưa những gốc bằng lăng rừng, bằng lăng trắng Tây Nguyên về vườn anh và ghép tạo với bằng lăng tím Bình Thuận này được bao nhiêu năm rồi anh ơi? Dạ, cháu trong nghề này được 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Dạ. Mà sản phẩm của anh đã chuyển đi được nhiều đến anh em mọi vùng miền chưa? Dạ, hiện tại thì đã chuyển đi Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, nói chung là khu vực phía Nam. Còn vẫn chưa ra được hướng Bắc, hướng Hà Nội, hướng vâng, ngoài kia. Hy vọng qua cái chương trình này thì tôi cũng đáp ứng được rất nhiều các cái cuộc điện thoại của các anh đến. Sau khi tôi chia sẻ một cái vườn bằng lăng cách đây 4 năm ở Bình Dương, của nhà vườn Phương Mai ở Bình Dương, thì anh em yêu bằng lăng ở khu vực Quảng Ninh này, Bắc Giang này, thành Bắc Ninh này, và nhất là ở tỉnh Hòa Bình, cũng có chuyển về ngoài Bắc khoảng độ vài chục cây rồi. Vừa rồi tôi có dịp quay lên Hòa Bình được thưởng thức lại cái mùa hoa bằng lăng ở những cái cây ghép đó đặc chuyển ra ngoài Hòa Bình ấy, thì rất là đẹp. Đấy. Và đi cùng với tôi đợt này có anh Quyết Tiền Tỷ. Chúng ta thấy trên Facebook là anh Quyết Tiền Tỷ, chính là anh ở đây đây. Chào các bác, chúc các bác một ngày may mắn, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vâng, tôi được biết là anh Trung có cho biết là số lô chậu anh ấy sử dụng đây đều là do anh Quyết Tiền Tỷ cung cấp. Đấy, một người làm chậu lớn nhất khu vực ở Đắk Nông. Tôi đã có cuốn video cách đây 5-6 năm gì đó về anh Quyết Tiền Tỷ. Vâng. Bây giờ chúng ta đi vào chủ đề chính. Hình ảnh những gốc bằng lăng tôi sẽ chia sẻ rất tỉ mỉ để chúng ta được biết cái mà sản phẩm mà thiên nhiên được ban tặng cho chúng ta
đẹp như thế nào ngay bây giờ. Và không để các bạn chờ đợi lâu, Đỗ xin gửi đến hình ảnh của một cây bằng lăng tím Bình Thuận đang được nuôi dưỡng trên gốc cây bằng lăng trắng Tây Nguyên, đẹp như thế nào đấy. Anh có thể giúp tôi cái, anh Trung ơi, anh đứng hẳn lên đi để tôi so sánh. Tất cả những cây bằng lăng ở đây được làm theo như chúng ta hay gọi là rất là lùn lực nhé. Gốc thì rất to, thân to nhưng mà lại thấp. Anh đứng hẳn dậy. Đấy, anh cao 1m bao nhiêu? 1m65. Vậy cái cây bằng lăng đỉnh của những cái hoa cao nhất cũng chỉ là tầm khoảng 2m thôi. Anh 1m65 gì? Thế thì chưa tới 2m. Đấy, rất đẹp. Nhìn đến đây tôi chụp kiểu ảnh làm cái em ghìa luôn nhé. Tất cả các anh nhìn đây. Ok, chụp đây. Xong rồi. Bây giờ chúng ta cận cảnh nhé. Anh cứ đứng trên đấy. Đầu tiên nhất là tôi soi đến cái gốc. Những cái lu, những cái viên đá được cây bằng lăng ngậm từ nhỏ. Một cái kỳ thú mà ban tặng từ thiên nhiên cho con người đây này. Đấy, bây giờ không thể lấy được những viên đá đó ra. Mà cái đá này á, là không phải đá bình thường đâu. Đá là đá từ núi lửa đúng không anh? Dạ. Vâng. Đấy. Đá dung nhan đấy. Tức là dung nhan núi lửa. Nhan thạch. Đúng không? Đúng rồi ạ. Và ngoài ra thì còn có những cái u cục này, những cái lu này rất lớn, có những cái lu cả cái hai bàn tay mình ôm không hết. Đấy. Nó như là cái tổ ong thôi. Trong này rất nhiều ong bay ra này. Rất nhiều ong nhá. Nhưng mà tôi cẩn thận không nó đốt đấy. Ui rồi, nhiều không? Dạ, không đốt đâu, cháu chưa bị đốt bao giờ. Nhưng mà chưa ai biết được. Nhiều ong lắm. Đất nành chứ. Vâng, đây là những cái nhan thạch núi lửa, những cái đá núi lửa này. Những cái u cục từ gốc bằng lăng này. Chúng ta đi ngược lên đây. Thân cây bằng lăng, đúng là bằng lăng trắng, nguồn gốc từ các tỉnh Tây Nguyên. Các cái nối ghép mầm bằng lăng tím Ninh Thuận đã lì hết rồi. Nó như là một liền thân luôn. Ví dụ như cây này thì anh ghép được bao nhiêu năm rồi anh? Dạ, cháu mới ghép từ trước Tết đến giờ. Ôi dồi ôi, thế mà nó đã lì thế này chứ à? Dạ vâng. Chứng tỏ phát triển nhanh quá nhỉ? 6 tháng. Vâng, coi như là hơn 6 tháng. Bây giờ là tháng 6 âm rồi đúng không? Mà anh ghép từ trước Tết đúng không? Thế là vào khoảng độ 7 tháng. Dạ. Mà hoa đúng mùa cái này ấy. Chúng ta đi ở đường phố Hà Nội thấy những cái cây bằng lăng tím trổ hoa như thế nào thì ở trong này cũng rực rỡ như vậy này. Đẹp không? Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ tôi hỏi nhé. Cái cây này mà khách người ta yêu thương, người ta điện đến giao lưu anh thì giá bao nhiêu anh? Anh nói cái giá là giá để mà gần gũi nhau, để mà động viên nhau ấy. Vâng. Mà để cho nhường cho nhau chơi nhé. Dạ. Hết sức là chính xác, gần gũi giá. Dạ. Thế anh em mà cùng đam mê bằng lăng với em á, thì em chia sẻ cây này lại 85 triệu. Giá 85 triệu? Vâng. Vâng. Đấy, tôi cũng đặt vấn đề trước khi anh báo giá. Cái giá mà để chúng ta thật sự là muốn sở hữu. Vâng. Bây giờ tôi tiếp tục đến một cái gốc bên cạnh. Tôi sẽ không đi quay được hết tất cả các gốc bằng lăng đâu. Tôi sẽ quay độ 5-7 gốc đại diện thôi. Còn bóng cây thì tôi sẽ đi hết từng cây một. Cây này tiếp theo này. Cây này thì nổi cộn nhất là những cái viên đá được ngậm trong gốc cây. Anh ngồi anh ôm có quảng rồi. Nó khoảng độ bao nhiêu này theo ý anh? Anh không mang thước ra đây à? Vanh cái chỗ đấy được khoảng bao nhiêu? 250 đi ạ. Tầm 250 ạ. 250 chia 3 là được hơn 80. Được rồi. Xong rồi. Đây, những cái viên đá được ngậm. Đấy, và những cái u cục cứ thế nổi lên. Những cái vị trí ghép tay nó lì hết rồi. Đẹp thật đấy. Đấy, bên cạnh nữa là một cây mà tôi thấy cái viên đá nó to gần bằng gốc cây luôn ấy. Nó hút vào trong này. Này, sướng không? Đá nhìn như đá như là tổ ong ấy. Đó là dung nhan núi lửa. Và vâng, và đây là cái số điện thoại của anh Trần Anh Trung nhá, còn gọi là Trung xe cẩu này. 0961 341 939.
địa chỉ tại xã Nam Đà, huyện Crông Nô, tỉnh Đắk Nông. Vâng, trở lại với cây bằng lăng mà với viên đá rất lớn đấy, các bác nhìn này, đẹp tuyệt vời không? Viên đá kênh lên, cảm tưởng như là muốn đẩy đổ cây bằng lăng. Và ngược lại, cây bằng lăng như muốn hút chặt viên đá vào trong bệ gốc của mình. Kênh hẳn gốc lên. Rất đẹp nhé, màu tím nhạt, nhưng mà đậm sắc là cái màu tím của thủy chung, rất hay. Giữa kẽ những viên đá lớn, viên đá nhỏ, như là thân gốc bằng lăng đã ngậm, đã hút viên đá vào. Đấy, cái vỏ của nó cứ bò rộng gần dần ra nhỉ. Cái vỏ cây bằng lăng ấy, cứ bò rộng ra, bám lấy viên đá, hút chặt viên đá vào. Ngoài ra thì những cái lu cục, chúng ta gọi là những cái biếu, chạy xung quanh rất nhiều. Đó là những gì mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta được sở hữu, được chơi, rất là tuyệt vời. Bây giờ Đỗ Sinh sẽ dành thời gian chuyển đến một cây tầm nhỏ hơn một chút. Đấy. Vâng, những cái cây khác thì tôi thấy cây này có cái đặc biệt hơn cả là thân nó nhoi cao hơn. Đấy. Nhưng mà cái đường đi của thân được cắt giật bỏ những cái nhánh để tạo một cái đường truyền rích rắc. Rất là hay đây. Những cây khác thì nó chỉ thấp lùn lên, những cây này cao hơn một chút, nhưng mà lại tạo được cái thân nó chạy rích rắc rất đẹp. Đứng đằng này cho nó đỡ ngược sáng. Đây là chúng ta soi từ gốc lên này, sau đó cái đường thân đi lên. Mọi cây khác thì chỉ điện vị trí này là cụt thôi, nhưng mà cây này đưa tiếp lên trên để tạo nên cái độ lắc này. Đấy. Và hoa ở trên rực rỡ luôn nhé. Cao tầm 2m2. Cao 2m2, đây rồi. Một tầm một với của anh đúng không? Vâng. Văn gốc thế này tầm bổ đế tầm rơi vào tầm 220. 220, vậy là đường kính khoảng 70. Ôm đá tự nhiên. Tôi có loáng qua vườn anh, tôi thấy gốc nào cũng ôm đá đúng không anh? Dạ vâng ạ. Không có gốc nào là tôi không thấy có những viên đá dù lớn dù nhỏ được kẹp vào trong bệ rễ cả. Gốc nào có hết. Dạ vâng. Và những cái bông hoa bằng lăng được soi lên trên nền trời này, điểm với những cái đám mây trắng. Chúng ta đang ngắm cái bầu trời đầy nắng đầy gió của Tây Nguyên, làm nền cho những bông hoa bằng lăng rất là đẹp. Cây này mà giao lưu thì giá bao nhiêu hả cháu Trung ơi? Dạ vâng. Cây này nếu anh em mà muốn giao lưu cho anh em 45 triệu. Vâng, giá 45 triệu. Giá tại vườn. Cả bể đây luôn đấy. Dạ, đúng hả? Rồi ạ. Dạ. Cả bể chứ? Dạ, cả bể ạ. Được rồi. Tất cả các cây là cả bể. Cả bể hết nhá. Nên là vận chuyển về nhà là ok hết. Đúng không rồi. Phải đào bông. Khi anh vận chuyển cả bể vào về thì nó rất yên tâm. Dạ, yên tâm cái nữa là anh lại có sẵn cái xe cẩu, xe tải cẩu để anh cõng lên tận nơi trên mọi miền đất nước. Cho nên là nó cái hợp lý cái là nó an toàn. Còn nếu xa quá thì cái chi phí cẩu đó có thể là chúng ta cùng với khách bàn bạc sau nhé. Còn đó là cái giá cây đúng không anh? Dạ vâng ạ. Là giá 45 triệu. Dạ. Được rồi. Tôi là tôi hay hỏi cặn kẽ lắm. Hỏi rành mạch lắm anh ạ. Đâu, con rùa đâu? Dạ, con rùa này nhưng mà nó bị mất da rồi. À thôi, thế không quay nữa. Dạ. À, tôi quay một số những cái gốc còn lại để quay lướt cho các bạn xem ra rất nhiều. Bắt đầu từ cái góc này đi. Đấy, bây giờ tôi không quay tỉ mỉ được nữa đâu. Vì cái dung lượng nó có hạn. Mà nếu mà tôi quay hết từng gốc của nhà anh Trung này ấy, thì anh phải nuôi cơm tôi cả tuần thôi.
Bởi vì tôi còn biết anh có một vườn nữa. Vườn như thế này tí chúng ta di chuyển lên ở cái cuốn video thứ hai. Đây, gốc này này. Là gốc ở trong gốc nha. Bây giờ chúng ta chuyển sang gốc này. Chuyển sang gốc này. Thôi bây giờ đi lướt anh Trung ạ. Cái số của anh Trung, cái số điện thoại đấy cũng là số Zalo luôn. Các bác có thể liên kết lưu số và liên kết Zalo, chia sẻ thêm với anh Trung. Và anh Trung sẽ đáp ứng được chụp hình quay lại cặn kẽ để chúng ta quyết định mua hay không một cái cây nào đó trong vườn. Facebook cháu là Trung Xe Cẩu. Facebook của anh là nickname là Trung Xe Cẩu à? À được rồi. Tốt nhất là lưu số điện thoại qua Zalo là hay nhất. Đấy, tiếp theo này. Nhiều lắm. Tổng số cái khu này của anh có bao nhiêu cây hả Trung ơi? Dạ vườn cháu vườn thứ nhất đây có 50 cây. Vườn này là 50 cây. Vâng ạ. À, còn cuốn video sau thì chúng ta di chuyển đến vườn thứ hai. Vườn thứ hai ở xa không? Dạ, vườn thứ hai cách đây 2 cây số. 2 cây số, được rồi. À, tôi sẽ quay trọn vẹn cuốn này xong tôi đóng máy để chúng ta di chuyển đến vườn thứ hai. À, làm một cuốn nữa. Chỗ này là 50 cây đúng không? Dạ vâng. Rồi. Cây tất cả đã lên chậu. Cây nào cũng lên chậu hết rồi. Vâng. Đẹp quá. Kể ra mà trong một cái tòa lâu đài, biệt thự hoặc sân vườn lớn mà chúng ta có cặp đôi cây bằng lăng trắng Tây Nguyên ghép tím Bình Thuận. Chơi cũng hay đấy nhỉ, hai góc, hai cây hai bên. Ở ngoài Bắc tôi thấy chưa nhiều người chơi lắm đâu. Nhưng mà chắc chắn hy vọng trong đợt này các anh sẽ... Bởi vì có một số anh ở Quảng Ninh này, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình đã điện cho tôi cảm ơn là sau khi cái chương trình ở Bình Dương là chúng tôi có mua một số cây về chơi rồi. Thì qua cái chương trình của anh Nguyễn Anh Trung ở Đắk Nông này nữa, các bạn tiếp tục yêu thương, tiếp tục chia sẻ. Hy vọng là những cây bằng lăng đẹp như thế này sẽ có mặt nhiều hơn ở trên khu vực phía Bắc. Đá ôm tự nhiên. Đây, đá tự nhiên lút thẳng vào thân. Rồi. Đây, đây. Chuẩn quá. Phải nói là các anh trong này xây dựng những cái hàng rất là độc đáo đấy. Chứ nếu mà như cái lần trước tôi quay một vườn ở trong Bình Dương ấy, thì những cây cao 3 đến 4 mét. Dạ. Mà gốc to lắm, gốc phải 2 người ôm. Vâng. Đấy. Thế nhưng mà vườn của anh đây thì những cây cao chỉ đến tầm khoảng 2 mét rưỡi đến 3 mét là cùng thôi. Còn đâu là cao như bằng anh có 1m6, 1m7, 1m8 thôi, đúng không? Vâng. Đấy. Cháu thích dòng bonsai hơn là dòng lớn. Vâng, dòng lớn có thể gọi là cây bóng mát cái công trình. Dạ. Nhưng đây là trên chậu và thấp 1-2 mét như thế này gọi là bonsai rồi. Ok nhá. Có lẽ là cuốn này khép lại đây thôi. Dạ. Bây giờ Đỗ Sinh cùng với các bạn qua hướng dẫn của anh Trần Anh Trung, chúng ta di chuyển lên một cái vườn cách đây hơn cây số. Ở đó tôi thấy anh có nói chuyện qua là có một cặp bằng lăng rất sống là hai con gì? Hổ à? Lạc đà. Hai con lạc đà. Vâng. Được rồi. Bây giờ chúng ta khép lại cuốn video này cùng nhau di chuyển lên đó nhé. Và số điện thoại của anh Trần Anh Trung tôi cũng ghi luôn ở trên dòng chữ tiêu đề giới thiệu video nữa để các bác tiện việc giao dịch.